ta sẽ cùng gặp gỡ Thiên Vương và Quỳnh Chi. Xin chào quý vị khán giả của Giác Quan thứ 6 mùa 3. Tôi tên là Thiên Vương mùa 3, nhưng mà tôi thì mới chơi đây lần đầu tiên thôi, cho nên là mọi cái còn đang bỡ ngỡ lắm. Hy vọng là những tư vấn có thể là nói những sự thật để mà có thể hỗ trợ cho Thiên Vương nhé. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Giác Quan thứ 6. Ngày hôm nay thì Quỳnh Chi rất là vui vì nhận được lời mời của chương trình để mà có dịp được gặp anh Thành Trung, Diệu Nhi, đặc biệt là idol một thời, đó là ca sĩ Thiên Vương. Và cũng như là quý vị khán giả ngày hôm nay rất là trông chờ có thể nương tựa hai MC. Tại vì cái phần giác quan của em thì em nói thiệt là nó không có gì đặc biệt hết, nhờ anh nè. Dạ. Ồ, vậy luôn hả? Dạ. Quỳnh Chi với tôi thì cũng đã được làm việc với nhau, nhưng lâu lắm rồi anh em mới được gặp nhau. Nhưng mà tôi bấm quẻ là hôm nay đến trường quay sẽ gặp một thầy lang, thì khả năng là anh Thiên Vương rồi. Xin hỏi là ngoài khả năng ca hát ra, có phải là anh có một cái khả năng nữa là liên quan tới bấm huyệt và bắt mạch không? Ôi dồi ôi, thực ra thì Vương chỉ học một số cái để mà giúp sức khỏe cho gia đình thôi. Nhưng mà có biết đúng không? Thì có biết sơ sơ. Vỗ tay cho tôi đi còn gì nữa. Tôi phục tôi quá. Thôi Nhi ơi, em đừng đưa nữa. Tại vì kể cho quý vị khán giả nghe là hồi nãy là trong hậu trường á, là Chi là người tận mắt chứng kiến là anh Thiên Vương là bắt mạch. Tại vì hôm nay Diệu Nhi bị ốm, Diệu Nhi sức khỏe không có tốt, thành ra là nãy giờ em đang rất là ganh tị. Tại vì em cũng muốn được bắt mạch mà anh chưa bắt mạch cho em. Thôi anh bắt mạch về kia. Thôi chúng ta để cái này ở phần sau đi. Chúng tôi mời hai người chơi về với vị trí của mình.